một nhà báo cũng là một người Việt lâu nay ở Mỹ. Vậy thì ông có kiến nghị gì với nhà nước Việt Nam trong cách thức đưa thông tin chân thực đến với cộng đồng người Việt ở Mỹ không ạ? Chúng tôi nghĩ rằng là cái hiện tại đã có một đài truyền thống của chúng ta ở đây đang hoạt động tại Hoa Kỳ. Thì chúng tôi đã nói chuyện với Thứ trưởng Vũ Hồng Nam. Khi Ngài Thứ trưởng đó đi qua bên Mỹ có tới thăm KBJ Hải Ngoại, thì tôi mới nói với lại Ngài Chính trưởng, cái đặt một cái đài truyền hình tại bên Mỹ, làn sóng truyền hình bên Mỹ rất là dễ. Bởi vì theo cái kỹ thuật mới bây giờ đó, chúng ta sẽ phát hình bằng vệ tinh. Và ở bên Mỹ là không cần dùng đĩa anten vẫn bắt được những cái đài vệ tinh. Thì một trong những cái đài ở bên Mỹ này đó đang phát hành, vì hiện tại là có hai đài, đài Net Việt VTC10 và đài VTV4 đã được phát hành. Thì tôi mới đề nghị là Thứ trưởng Vũ Hồng Nam ở trong nước nên yểm trợ cho các cơ quan truyền hình ở trong nước được quyền phát hành. Có thể thời gian đầu 1 năm 2 năm nhà nước nên tài trợ cho họ để mà gây dựng cơ sở, sau đó họ tự họ kiếm được như là quảng cáo. Tôi thấy rằng doanh nghiệp trong nước quảng cáo rất nhiều trong VTV4 và Net Việt VTC, thì và ngay cả những cái đài địa phương của bên bên bên, bên Mỹ như là đài Sài Gòn TV hay là đài VBS của rồi đài Little Sài Gòn TV, những doanh nghiệp ở trong nước vẫn quảng cáo, đặc biệt là những doanh nghiệp về thẩm mỹ hoặc là làm răng hay là anh kèm nghĩa quảng cáo ở bên đó luôn. Thì đó điều đó đó lúc đầu đó thì cộng đồng ở bên đó còn đi biểu tình nếu mà có những cái thước phim mà chiếu có hình ảnh Bác Hồ hay là hình ảnh lá cờ cờ đỏ sao vàng hay là cờ búa liềm thì cái đài đó sẽ bị biểu tình. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại là tất cả đều chiếu hết. Bởi vì khi bạn làm một cái bản tin nói về cái buổi họp của Quốc hội, dù là bà Nguyễn Thị Kim Ngân hay là ông Đỗ Bá Tị, trưởng tướng Bôn, đại tướng Đỗ Bá Tị ở đó, thì cái chuyện đó nó không quan trọng, bởi vì những người đó là những người đương nhiên phải xuất hiện, nhưng mà sau lưng vẫn là cái tượng bán dân của Bác Hồ và một cái đại kỳ to lớn của việc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và cái chữ cái Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang muôn năm, và bên đó đã chiếu. Thì tôi nói với Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, bổn phận của nhà nước Việt Nam nên tiếp tục cho những cái cơ quan đó. Thì có nhiều người hỏi tôi tại sao KBC Hải Ngoại không được tiếp nhận cái tiền đó. Tôi trả lời rằng là chúng tôi không cần, không phải là chúng tôi không muốn, thật sự là cần thì có cần tiền để mà sinh hoạt cần, nhưng mà chúng tôi không thể muốn được là bởi vì khi mà chúng tôi ngửa tay ra nhận tiền của nhà nước Việt Nam, tức là tôi đã chấp nhận một cái điều kiện gì đó thì Việt Nam mình nhờ tiền trao cháo múc, hòn đất ném đi thì hòn chì ném lại. Tôi không muốn cái điều đó xảy ra. Tôi muốn rằng tôi là một nhà báo độc lập và tôi làm theo những cái tư tưởng của tôi. Nhưng mà nó có thể rằng á, nhà nước Việt Nam có thể giúp cho tôi bằng cách giới thiệu những cái doanh nghiệp để quảng cáo trên KBC Hải Ngoại trong cái trang mạng của tôi. Đó là một cái hình thức gián tiếp. Tôi bảo đảm rằng các thương vụ ở đây không dám quảng cáo trên KBC Hải Ngoại. Bởi vì cái chữ nó KBC nó là cái gì? Người ta cứ nghĩ rằng khu bưu chính, nhưng mà không ai chịu đọc dùm cho tôi là kênh báo chí hải ngoại. Đó là chữ viết tắt của kênh báo chí hải ngoại. Thế nhưng mà nó tại vì tôi là một người sĩ quan biệt động quân ở Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ trừ từ KBC viết về thăm em, thì chữ KBC nó tự nhiên nó làm mọi người liên tưởng đây là một cái đài của Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra oan cho chúng tôi ở cái điểm đó. Chúng tôi bị oan và nhà nước không không có giới thiệu cho chúng tôi được những cái khách hàng, tại vì những khách hàng đó không có người bảo kê, họ không dám đăng quảng cáo, nhất là quảng cáo ra nước ngoài nó lại không ai kiểm soát được đâu.
cái nhà báo, kênh báo chí hải ngoại này đâu có ai kiểm soát đâu ấy. Bây giờ mình quảng cáo ở trên đó, một ngày nào ông quay lại ông chửi giống như là một cái đài khác, đài truyền hình khác, đài báo mạng khác cũng đã chửi về lãnh đạo Việt Nam rồi. Cái đề nghị nhà nước là nên giúp đỡ cho các cơ quan trong nước, những đài khác như là đài HTV hay gì. Và nếu mà quý vị đó muốn đặt một cái đài ở bên Mỹ, tôi sẽ giúp đỡ 100%, không lấy một đồng bạc nào hết. Trong vòng 30 ngày quý vị sẽ có đài phát ở bên Mỹ. Lý do? Tại vì những cái chương trình đó mình sẽ làm tại bên Việt Nam, mình bắn cái chương trình nó lên địa cái vệ tinh. Và những cái đài bên Mỹ bây giờ là đài toàn là đài đài số mà gọi là digital đó. Thì đài đài số đó thì họ sẽ bắt những cái vệ tinh nó họ phát. Cái đài của mình sẽ là phát 24/24, 7 ngày một tuần, 365 ngày. Và cái số tiền là thưa quý khán giả từ 18.000 cho tới 25.000 tùy theo cái đài một tháng đó. Thì quý vị, các thân yêu của tôi, các đồng nghiệp của tôi trong ngành truyền hình, quý vị nghiên cứu đi. Và liên lạc với Nguyễn Phương Hùng, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị ở những chỗ để quý vị tới ký hợp đồng. Và hoàn toàn chúng tôi không lấy tiền huê hồng cái gì hết. Và quý vị tự, quý vị làm. Thật sự rằng mình ở trong nước thôi, chứ mình không cần ở bên nước Mỹ nữa. Bởi vì chương trình đó nằm ở bên Việt Nam. Xong rồi cái khi mà mình phát hành lên mà cái chương trình bị hư hay chương trình mình muốn thay đổi thì mình thay đổi chương trình và mình bắn lên, mình chỉ thông báo cho cái đài phát ở bên phải nói là bên Mỹ là cái đài để nó phát dùm cho cái chương trình của mình, cũng giống như trong nước mà thôi, chỉ khác cái là nó mình được phát được ra bên nước ngoài. Và hiện tại bây giờ đã đồng bào ở hải ngoại, chúng tôi có thể đếm được số người Việt Nam mà ở bên nước ngoài mà xem đài truyền hình VTV4. VTV4 thì không dùng cái kỹ thuật giống như chúng tôi nói mà họ làm cái đĩa. Mình cứ nhìn thấy cái đĩa của VTV4 thì trên nóc nhà là mình biết cái nhà này là nhà phản động rồi. Nhà này đang qua đài VTV4. Lúc đầu cộng đồng Việt Nam, cái nhóm chống cộng của ông Phan Trình Nhân đã từng đi ghi địa chỉ những cái nhà đó xong rồi hâm dọa người ta. Bây giờ thì các ông nó đầu hàng. Tôi có một lần tôi đề nghị với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn á, nếu mà nhà nước Việt Nam muốn á, tôi đề nghị quý vị tung dùm tôi đó tới quận Cam, trong cùng một tuần lễ quý vị tổ chức cho tôi 10 phái đoàn tới quận Cam cùng trong một ngày, mình công khai công bố luôn. Đó nó đi được biểu tình nổi. Tại vì bây giờ biểu tình các ông ấy chỉ được 100 người, 200 người. Thế mà bây giờ 10 phái đoàn đi tung ra khắp nơi. Đây một phái đoàn nói về kinh tế, một phái đoàn nói về giáo dục, một phái đoàn nói về chính trị chẳng hạn, phái đoàn nói về quân sự. Các ông có đủ người đi làm những chuyện đó. Và hình như nhà nước Việt Nam họ không quan tâm. Họ bảo rằng ôi kẻ nó cho nó la mỏi miệng thì tự động nó phải im. Nó khan họng thì nó phải đi uống thuốc ho cái này. Cái cả họ muốn làm gì làm. Thế là mấy chủ trương như là cái trong nghị quyết 36 nói rằng người Việt hải ngoại là một thành phần không thể tách rời đất nước và dân tộc. Thì họ muốn như vậy thì để cho những người phải ý thức. Tôi chỉ buồn cái là những người hải ngoại đã, bây giờ đó là hầu hết đều là chiến sĩ hết. Mà tôi không biết là cái hàm chiến sĩ đó họ lấy ở đâu ra. Và tôi chưa có ông nào chứng minh cho tôi một cái giấy tờ là làm hàm tiến sĩ. Mà tôi đi vào Photoshop tôi có thể làm cho tôi cả chục cái bằng tiến sĩ với tên là Nguyễn Văn Hùng, không sao. Nhưng mà quý vị rất là vô văn hóa, quý vị không thích tôi hay quý vị không thích bất cứ một lãnh đạo nào ở trong Việt Nam, mình nên nói chuyện bằng những cái gì để chiếc thuyết phục được. Em cho dừng xong.